Chiều nay ngày 4 tháng 6, ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng lãnh đạo Tri Cục Kiểm Lâm đã đến thăm hỏi, động viên ông Lê Duy Cường, trạm trưởng trạm kiểm lâm Trung Lý, huyện Mường Lát, bị thương khi đang làm nhiệm vụ. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thăm hỏi động viên ông Lê Duy Cường cùng thân nhân và trao tiền hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tri Cục Kiểm Lâm cho gia đình ông Cường. Hiện ông Cường đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bị dập mũi, đa chấn thương. Vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày mùng 4 tháng 6, nhận được tin báo của người dân có xe ô tô bán tải biển kiểm soát 36C 35610 vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại khu vực G9 xã Nhi Sơn huyện Mường Lát. Hạt Kiểm lâm huyện Mường Lát đã giao trạm kiểm lâm trung lý do ông Lê Duy Cường làm trạm trưởng nắm bắt thông tin, lập tổ công tác kiểm tra xử lý. Đến hơn 2 giờ sáng ngày mùng 4 tháng 6, tổ kiểm tra yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành mà tông xe trực diện vào tổ công tác khiến ông Cường bị húc văng vào lề đường bị thương nặng. Theo xác minh ban đầu của công an huyện Mường Lát, người điều khiển xe bán tải biển kiểm soát 36C 35610 là Nguyễn Xuân Hùng, đăng ký thường trú tại thành phố Thanh Hóa. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.